lắm đúng không? Từ chụp hình chú nhỏ đã. Nhìn có đây không nhìn? Rồi hôm nay có chị này người Nigeria đến nhờ đội Kiến Hải là chi tiền cái mặt đất Canh Hương phải không? Bà Canh Hương biết mặt rồi. Bà nhà lực thực nhờ từ Hiện Giao thành phố được nghe Bình Dương, tôi đã từng đã bắt đầu một lần rồi. Bà cũng lừa đảo, chưa lừa đảo, bà không cóc nên phải ra đò. Bà làm hai cái Facebook để bây giờ bà phải bán cóc trên mạng nhé. Tôi thử chắc không có. Block me all please. Sao qua Facebook block me. He went another place, rent house. Tell me that he leave that place. I know the place. Every place is here. I know the place. Rồi thì việc sao em là sao lại với đây? Em lớn lên, em chồng phải không? Bây giờ lý do sao thì chị Nguyễn Hải mà đến nhờ? Mình nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nói rõ đầu đuôi chị Linh. Em đặt bởi vì khách của em á, đặt bởi vì một container Long Mi với là tóc giả. Thì em có đưa cho bà chị gặp số tiền để mua số hàng đó. Là một lần là em đưa 10.000, một lần là em đưa 50.000 đô. Là 60.000. Là 60.000, với 250.000, 250.000, 250.000 tiền Việt Nam. Là em đưa cho chị có ký hết tất cả giấy tờ ở đây. Là có ký nhận hả? Dạ có ký nhận luôn, có đầy đủ hết. Xong đến lúc đó là bà chị gọi điện đó, là khi nào công ty nó đưa hàng xuống thì có lên chị nói là container chủ công ty của chị ở Bình Dương á là phải đọc chồng tiền đủ thì Long Mi với tóc mới lên container. Thì đến lúc lên container xong xuôi rồi là có chụp hình quay phim cho chị, gửi cho chị nói hàng đang đi xuống cảng Cát Lái. Thì bây giờ là phải chuyển tiền đủ thì chị mới kêu phải chạy xuống Gò Vấp hay là chị chạy lên nhà chồng tiền ba mặt một lời luôn, là có nhà chồng luôn, có nhà chồng luôn thì đưa tiền đủ hết rồi chị nói là hai ngày nữa chị viết giấy tờ. Ai có điện thoại á? Chị không ai ạ, chị đem ra đi, chị đem ra đây khởi đây đang máy phim, máy xíu đang quay phim nên nên là mọi người thông cảm dây lát để tại vì đồng chí Hải còn kêu là hai ngày nữa là chị sẽ làm một cái tờ giấy xác nhận ra công chứng là để cho nhận đủ số tiền một container hàng tóc giả và Long Mi. Mà qua tới hai ngày đó là chị chặn hết tất cả Facebook, Zalo, WhatsApp, rồi nói chung ra là số bốn số điện thoại là chị chặn hết luôn. Với bốn cái Facebook của chị cũng chặn hết luôn. Rồi chị cho hỏi này, tại sao mà chị lại làm ăn tính với người ta lâu chưa? Cái này Sister know him không mất một. Đúng không ạ? I know him for long, I do business with him. Quen rất là lâu rồi, làm ăn mấy lần trước á, có đưa tiền đầy đủ. After COVID, I want to make big business. Trước đây đã từng làm ăn với nhau rồi, thành dạ, công rồi đúng đã không? Từng có làm ăn 2-3 triệu, một vài 3 triệu tiền có rồi. Nhưng mà làm ăn ít đúng không? Ít rồi, số lẻ 2-3 triệu rồi. Là thành công đúng không? Dạ, thành công. Đấy, con đợt là nhiều. Dạ, đợt sau này là 60.000 là tương đương với 1.5 tỷ rồi. 13 thì dạ, rồi. Dạ, với 250 triệu Việt Nam nữa. Nói chung là trên dưới hơn 1 tỷ. Dạ. Hơn 1 tỷ tiền Việt Nam dạ. Tất cả đúng không? Dạ. Đó, nhưng mà cái cuộc giao dịch này là lẽ ra là đến ngày nào là mình nhận hàng? Là trong trong này có tờ giấy hết trong này nè. Là nhận ngày bao nhiêu, nhận hàng ngày bao nhiêu? Covid. Cái quá đơn giản làm được, rồi quá đơn bên lẻ là nó có nhận 900 triệu đồng Việt Nam, có giấy nhận phải không? Nó là con là Thạch Thiên Hương, cô biết nhỏ này rồi, chị nó lười lắm rồi. After COVID. Nhưng mà đến giờ phút này là mình đến giờ phút này là người ta không giao hàng hay người ta bỏ không trốn? Không có giao hàng luôn. Bỏ trốn luôn. Dạ, từ ngày mà hẹn em là 4 giờ chiều chồng hàng đó là trốn luôn, tới giờ luôn. 4 giờ chiều ngày mấy chị? À, ngày trong ngày này. Rồi, có ghi nè, ngày 7 tháng 4 năm 2020 mấy năm là sao vậy mới báo về? Sao vậy mới báo? Tại vì em đi Thái mới giờ. Đi Thái Lan hả? Dạ, em ở Thái Lan, chỉ có em mới dẫn chị đi thôi. Rồi. Dạ.
Nhưng mà đến giờ phút này thì người ta còn ở địa phương không hay người ta đi rồi? Dạ, bây giờ em cũng không có biết là người ta còn ở đây hay bây giờ em bây giờ còn nhớ chỗ không? Có ai không nhớ gì không? Đó là rồi tí anh em đi giúp. Dạ, bấm sóng luôn. Trường hợp này mình đã trình báo công an chưa? Dạ em có trình báo công an, có giấy lên công an rồi, nhưng mà công an ta cũng nói hẹn chờ. Công an ở đâu? Câu địa chỉ nào? Báo công an đâu, không cáo được, không ngại gì. This one I want to call. Đây là bây giờ kêu luật sư lại đi không? À. Kêu luật sư lại luôn. Ờ, kêu lại xem. Kêu lại. Bây giờ kêu luật sư lại đây mình mới đi được. Ừ. Đi là cấp sống được. Nó hồi trưa nó có nhà. Nhỏ này trưa nó có nhà. Và thậm chí giờ nó lấy nhiều tiền này nó đi nó xài hết rồi. Mấy năm nay xài hết rồi. Dạ em cũng biết nữa mà. Mấy lần chị cũng có gọi em mà em mà sao những lần trước giao dịch ít mà mình không giao dịch ít mà mình lại giao được nhiều vậy? Tại vì đằng sau này á là cái hàng bển nó yêu cầu cái số lượng lớn. Cho nên nó hỏi là chị cũng nghĩ là làm ăn mấy đợt trước rồi thì thôi bây giờ đằng nào cũng đưa tiền. Khách hay là mấy tỷ? Dạ hết tỷ mấy á. Chắc tỷ rưỡi hơn tỷ rưỡi đó. Hơn 1 tỷ rưỡi á. 200 mấy tiền mặt rồi mới 600 ngàn đô. Alo, bây giờ lặng làm vụ này mà 1 tỷ rưỡi. Lặng giùm em. 26, 12, 6, 30 đã tỷ rưỡi rồi. Còn 7, 8 Gần 18 Vậy mấy người đi Nikita. Có giấy nhận đẹp quen, giấy tờ đẹp quen. Gần 1.8 Ờ, rồi bây giờ sẽ giúp cho gia đình. Ở đây là giúp miễn phí. Ở đây hiệp sĩ Nguyễn Hải là giúp miễn phí, không tiền bạc hết. Tại vì ở đây là anh em là ai lại cũng giúp mà không bỏ một ai hết. Không, vậy là mình đi mấy người? Đây là mình đang đi mấy người? Đây là những ai, cái anh đằng sau dạ, cái đi giới thiệu đi. Đây là chồng của em, còn đây là chị chồng của em. Chị chồng em tên gì? Chị chồng của em là Mickey. Là bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. 36 tuổi. Mà sao còn thấy trẻ gì ạ? Vô cỡ từ 20 rồi. Còn đây là anh Kim A. Là chồng chị ha. Kim A có bầu không? Ờ, có bầu rồi. 39 tuổi, còn em bây làm mà bây làm hai trẻ vừa cũng bảy con ai nó cũng bảy đâu từ nó chừng ta nói chừng 30 rồi ông anh sinh năm 78 ai cũng trẻ hết. Vâng, rồi bây giờ chị đó em qua đi nhiêu tuổi rồi anh Hải? Chắc cũng bốn mấy hả? Bốn mốt con heo bốn mốt anh về anh 45 năm bốn mốt à con heo 45 là đoán là cao rồi. Em theo cái clip của anh là như mấy năm rồi đó. Ờ, thế mà tôi sớm. Cái sớm hết bắt được rồi. Không sớm luôn. Em không có về sớm. Vâng. Em ở Thái Lan, ở thành phố nào, ở thủ đô nào? Dạ, Bắc Cóc luôn. Bắc Cóc ở Bắc Cóc đẹp xì lắm. Dạ, đi sớm thì bây giờ mình có cơ hội lấy tiền nhiều hơn. Bây giờ sớm thì có cơ hội mới xài hết rồi. Cái bà là cái nhà lập thuật, biết đâu biết giờ còn đông nữa. Bây giờ em cũng nói có mình lấy được cái gì mình lấy, còn mình lấy không được thì giao nó cho công an. Rồi giao công an, bắt công an cho người ta được bước lừa người ta đi. Nhưng mà nếu mà người ta trả hết tiền rồi, người ta quên rồi, đồng phi đồng có thao. Ở đây đầy đủ rồi. Đơn kiện kiện. Bảo họ thấy đầy đủ. Tòa án hay tòa án dân, trời ơi, tòa án này tòa án phải công an đâu. Anh biết được nhiều rồi. Nhưng mà bảo họ tên là gì? Bảo họ tên là gì? Em không có biết trong này có tờ giấy tổng ạ. Vậy là trước đây mình quen nhau là quen trên mạng hay sao? Bà chị không, bà chú kia gọi bác á, bà làm quen với chị. À, xong rồi mới quen nhau? Dạ. Yeah. Ngồi quán cà phê á. À, quen nhau. Rồi bà nói là chứ không phải quen trên mạng đúng không? Lắp giả, cái tóc giả ở bên kia. Nhưng mà mình kể mình giao dịch từ thôi chứ nào mà này nhiều khi là người ta số tiền nhiều, người ta ham. Bà thì bà làm nhiều cái phút giả lắm. Bây giờ bà làm cho câu này, người này kia mua này kia đi. Để giờ bà mua lấy rồi bà biết là bà lừa lắm rồi. Bà lừa, hồi đó bà làm lừa tóc giả, bà nói không mua tóc giả gì, bà đưa người này kia mua được kia, cái bà người kia bị 97 mấy trăm triệu, nhưng mà bị không? Nó làm rút cho lâu nhiều cách lắm, nó làm biết nó lừa đảo mà, nó lừa nghiệp mà. Mấy năm trời, cả chục năm rồi, nó bắt cả chục năm rồi. Cái này càng vừa, cái này cả chục năm rồi, nó lừa dữ lắm. Bây giờ nếu mà người ta không có tiền thì sao? Chứ cái này sợ không có tiền đâu. Bây giờ mà nếu như người ta không, người ta không có tiền thì người ta phải chịu pháp luật thôi. Chứ còn tình trạng này mà cứ để cho cái xã hội nó nổi loạn. Rồi từ ngày đó đến giờ phút này là mình không liên hệ được luôn. Không được luôn, chồng hết. Sao mình có tiền đến nhà? Có, bây giờ là lần đầu tiên em đi lên nhà bán luôn rồi. À, là bây giờ luôn hả? Thì em nói là chỉ là có. Từ cái ngày xảy ra cái vụ việc mà người ta trốn đến giờ cũng dạ, là đúng rồi. Bây giờ em nói là tự nhiên ông bà chui kiếm sau á, em kiện tới em Hải.
em nói là chỉ có anh Hải mới cứu được thôi, ngoài ra bây giờ đi tới công an, người ta chùi công an, ta quen công an rồi cũng xong rồi. Rồi, đó. Rồi, cái đây thì anh em mà tính nhá, anh em cho có cách để làm việc. Hy vọng là người ta còn tài sản, yeah, người ta trả mình nhiều trả. Như chị, mình nhiều ít gì thì cũng phải trả lại cho người đúng ta rồi. Cái chuyện mà bà làm sai, bà chịu đúng phải chịu gì mà. Nếu bây giờ người ta, giấy mà có ghi mà. Bây giờ người ta trả mình nhưng người ta hứa là để người ta khắc phục trả dần dần thì mình có thương qua đâu. Không, để coi cái thái độ của anh. Thái độ quan trọng là thái độ đúng không? Dạ. Hợp tác hay không? Dạ đúng rồi, cái mình coi cái cử chỉ của con người, chứ mình cũng không ép người ta vào con đường cùng. Thường mình cũng chắc gì mình đã tồn tại đến ngày đó. Đúng. Nhưng mà mình phải coi cái con người ta đạo đức đến đâu. Rồi. Rồi mình mới dạy dỗ người ta, cho còn cái này thì không thích người ta phải dùng những cái này và được biện pháp gì vậy hoài. Còn nhiều người à, lúc ấy mình giao tiền cho mình quay phim là cái thì ngon rồi. Bởi vì bà chị bán mình giao số tiền nhiều mình phải quay phim đi, không đi với người Việt Nam cái là hỏi đó. Có một cái anh Việt Nam như năm ông chưa giỡn gì vậy, có anh Việt Nam nữa mà bà đã cho anh Việt Nam 10 triệu rồi, rồi anh Việt Nam thì bỏ bà giữa đường luôn. Ok vậy làm sao tới cùng đó. Chị này thì chị không có làm gì ở Việt Nam mình. Ơi, Việt Nam là lại đây không? Chị không có làm gì Việt Nam mình, may mà đợt này em về. Ê, mày làm ở Việt nhìn ta dùm anh đi. Đợt này là em về, em mới lên nghĩ tới anh Hải, chỉ có anh Hải mới giúp được dân thôi, cho còn ngoài ra em cũng không biết làm sao để mà kêu cứu được. Rồi anh em sẽ cố gắng giúp nhé. Rồi chị mình tính nha, tí anh em xem chờ bên anh luật sư anh về đây tư vấn là về pháp lý. Chờ chắc là liền, chờ là liền có nói được. Bây giờ nói chung cái này là yếu tố nước ngoài, hiểu không? Cái này yếu tố nước ngoài bây giờ nếu mà lại đang nhờ tôi thì bây giờ tôi chỉ cho luật sư thì cũng đàng hoàng. Bây giờ nhờ người ta bây giờ cái này phải là luật sư rồi. Nhờ bây giờ cả nước ngoài, bây giờ người ở Thái Lan, người bây giờ chị này đang ở đâu? Dạ, ở Gò Bắc, ở công ty em không? Công ty vừa dắt vợ rồi. Thì để... làm việc cái này cũng là nhàn đó, chứ không có nhàn đâu. Cái này cũng lâu rồi, tại cái này nó cái gì cũng nói ra được. Để nó sơ đi, nhỏ chị nghe thôi. Chứ cái này... Rồi, anh em rồi, cái này là... Rồi, chị lo rồi. Rồi, cái này, quan trọng cái này. Dạ, chú Vy. Dạ, anh em tìm. Cho anh em tấn phương hướng rồi lên, mình phải lên. Thấy không? Lên để gặp nó. Không chắc chắn là gặp được à? Hình ảnh mình có hình không? Có hình không? Thế nào? Bà lại xem là tay to mặt lớn không? Không, mặt lớn nhỉ? Cô đơn mà chứ ốm nhắc à? Chú bà này là cô đơn, biết rồi bà này rồi ốm nhắc. Mà sao tướng này mà sao lại giao cho tiền nhà rách vách đất nhà mà sao giao lắm tiền thế? Giao tận nhà luôn á. Nè em ghi địa chỉ ra đi, cái địa chỉ có nè. Cái nhà chỉ có ghi là có rồi sao mà em ghi vô để em biết, em bấm ra. Nhìn nhà người ta có gì đâu mà giao số tiền nhiều dữ vậy? Cái giấy công an đâu? Mà cái giấy nãy đâu? Rồi, ghi địa chỉ ra. Không phải. Ghi này. Cái bà này biết tôi. Bà này có lừa gì cũng được. Bà lừa lâu năm rồi. Lâu năm rồi. Rồi giờ có đi xa luôn. Đây đây đây. Này địa chỉ của bà này. Thạch Thiên Hương này là... Thạch Thiên Hương. This one, Tạ Thiên Hương. Cái gì? Cái top name, Tạ Thiên Hương. Cái top. Có cái top luôn hả? Big name. Bà lừa lắm. Số khổ của bà phải không? Dạ. Đi bán cây rồi. Xem nào, xem nào. Cô đi là bán nhà máy. Chặn luôn rồi. Chặn. Không chặn thì mới chứ. Bây giờ đừng, bây giờ không có được. À không bỏ số luôn hả? Chắc là bỏ cái này. Em lấy số em mà đi không được. Biết ngoặc nó luôn rồi. Rồi phải tìm bằng được bằng này không? 31 mấy điện? 318 phải không? 31 dạ. Có mấy số nữa? Không hết bên number. Dạ. Only this one have been many number. Đó. 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 Có Zalo của ba ở đây luôn. Zalo số đó luôn hả? Dạ Zalo. Bây giờ em không biết ba có đổi hay không mà sao không? Đã là tao mình lỡ nghiệp mà. Ba lừa đảo nghiệp rồi. Lúc mà mình lại là ba ấy. Ê, bộ này căng nha. Cầu kỳ có số hộ ba mà xúc cái máy kia rồi. Ba có cái Facebook luôn, Facebook là kênh gì vậy? Facebook là kênh gì? Có Zalo đây nè, còn Facebook, Facebook đi. Ba có số không? Có, ba mấy số rồi. Rồi, cứ từ từ mình để nhìn cái này nó cũng không muốn qua. Đi đúng hướng thì nó cũng dễ thôi, không khó như tiền giao tiền trong túi mình rồi, còn là của mình giao cho người ta. À, dẫn tiền 50 ngàn đô ngoài một cái xong xuôi rồi là nói để quay lại hàng xuống cảng, đợi đang đăng theo xe hàng xuống cảng, xe gấp cộng thôi coi, tài xế nó không có chờ. Xong rồi bắt đầu là từ ngày đó tới giờ là chặn số luôn á. Mất tin luôn. Dạ, chặn số luôn.
người ta tưởng người ta ăn được rồi đấy, người đó là phút này người ta tưởng ăn xong rồi, nó nuốt trôi rồi. Giờ đó, xong rồi cũng quay đi tới chỗ nào container đóng biết, quay lên cho mà chị là nói hàng ba thi, cho nên chị đang theo xe xuống cho hàng cho em. Quay thì nhiều tỉnh thành thùng container rất đầy một đống. Đó nên mọi người là vâng chia sẻ những cái gì mua giờ đầu mà mua thấy hàng giao mình mới đưa tiền hết, chưa hết đưa thì giờ giữ cái đặt cọc giữ cái một tỷ mấy lần, nên mọi người thấy tôi nhà cửa lụp xụp mà làm cái gì khóc trong cái coi. Cái này là mình đặt cọc ở trong cái giấy đây là 450 triệu, 900 triệu, còn mà cái tiền đưa ở ngoài á là mình 50.000 đô thôi. Được. Rồi anh em sẽ giúp, phải giúp hết mình nhiều dân thân yêu. Rồi cái này ôi có lúc làm giấy tờ đã nhận. Nói chung là bây giờ mọi người hãy chia sẻ những cái người mà bị lừa mua bán gì trên mạng nha, một mình cái bà Thiên Hương này bà làm nhiều cái Facebook ha, nên mọi người hãy chia sẻ cái bà này bà lừa chuyên nghiệp rồi, bà lừa cách đây cả chục năm tôi đã bắt ba một lần rồi đó, nên mọi người cũng quan tâm mà mua cái gì mình không có mua trên mạng, trên mạng mà mua mà đặt cọc là tiền mất tật mang, còn đến nơi mình đến nơi mình mua ha, chứ không mà cỡ như địa chỉ tiền chỉ là mất tiền luôn, nhiều người không biết tốn đắng rồi đó, nên bây giờ anh em sẽ tìm đó rồi bà Hương này để bắt bằng được, rồi mọi người hãy chia sẻ giúp giùm những hoàn cảnh này, cảm ơn để yêu khấu nước ngoài. Rồi bây giờ anh em rồi chỉ có nãy đang đi tìm sự lừa đảo thấy thấy giờ các quyền đâu bây giờ đây không thấy nhỏ em gái nó chuột lại rồi, đâu còn đây nữa đâu. Nhưng mà hồi nãy nó về không? Nó kịp có bắt lần mới nhớ không? Đúng rồi, thì lúc mấy năm trước thì mấy năm lâu rồi. Thì em tưởng đâu nhà cầm luôn hả chị? Cái nhà nó bán lâu rồi, nó bán nay nó đủ 5 năm rồi đó. Nhưng mà liệu nó có hay về không? Nó đâu có về đâu. Sao bán 5 năm ta mới có 2 năm đưa tiền tại chỗ đây mà tại sao lại bán 2 năm? 2 mà. Chắc chị nhớ lộn. Đâu bữa nay tháng 9 này nữa là hết hạn rồi rồi thì nó nhà nó bán rồi. Đi về là nó bán trước đây để nhận nhận tiền. Ờ, trước đó là còn một cái nhà ở trên kia nữa. Nhà đâu là đâu? Nhà chị em nó đâu trên Bình Dương mà em có rành. Vâng, là ở đó hả? Dạ. Ở đó vâng. Em cũng biết nhà nữa. Chồng nó ở trên đó đó. Vậy là cái nhà này bỏ ra rồi em. Nói chung là nó tự nó bán em cũng không rành. Giờ em nó đâu có còn chị đây nữa. Bây giờ nè. Này cho hỏi hỏi. Bây giờ rất là cái đơn gửi cho an ninh xa đó, nó lùi gì nó mà. Rồi nhờ. Bây giờ biết ở đâu?
nó lừa mẹ tao mấy tỷ nè, 2 tỷ mấy nè. Bà của bà con nó mà biết được không? Lừa chứng nhật rồi. Bây giờ nhà dài ở rồi. Thôi nhà của pa được kêu đừng lấy, không kêu đối. Nhà pa. Vậy thì gia đình mình có biết là ai mua căn nhà này không? Để hỏi xem là người ta. Thôi giờ đưa con em đi điều tra công an để kêu để cho nó đi nã. Lừa người ta mấy tỷ luôn. Mà lừa nhiều người rồi. Chú ra cô có bắt bạn lần nhớ không? Nãy cách nãy gần cái chục năm phải không? Rồi lâu rồi. Anh Hải còn một cái nhà trên này nữa. Đâu đâu? Cái nhà mà nhà này là nó đưa 3 lần tiền, nhà trên này nó đưa 2 lần tiền. Rồi. Mọi người lên nhà kia đi. Cái nhà này bây giờ ra. Nhà này là chồng nó ở đây hồi xưa nè. Cái nhà này bây giờ mình muốn biết bây giờ mình phải hỏi chủ hỏi cái người còn quản lý ở khu vực này đấy. Công an khu vực đó. Đấy nó ở trọ đủ thứ nơi mà phải không? Ở công an khu vực mới biết là cái nhà này là bán lâu chưa còn ở. Ở từng lớp đó là gia đình nó ở chị lớp đó. Dạ. Chạy từng lớp ra mà không biết chị em đây mà thấy nó cũng không cho biết đâu. Đấy chuyên nghiệp rồi. Không còn chỗ ở trong nó còn không biết. Cái bà con bằng gì đi hả? Nó về đây làm dâu. Dâu hả? Dạ. Đây là nhà chồng mà. Ba lần chồng tiền trong này, 50.000 đô cũng chồng tại đây luôn. 50.000 đô là chồng tiền tại đây. Chồng tại đây luôn. Rồi, anh đi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi, anh lên đường. Rồi, anh đưa cầm quân người anh đi rồi. Anh đi cầm quân. Rồi, nó cũng khó được rồi. Mong một thôi. Đây, nhà đây thì cái nhà này nó là bán rồi đúng không? Trước là mình chồng tiền ở đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Lừa người nước ngoài nè. Đúng rồi. Nó lừa nhiều lắm mà nhiều lắm. Nó không ai bắt nó sao kỳ. Gặp anh trên mạng hoài giờ mới gặp ngoài. Vậy rồi bây giờ biết nơi đâu? Không. Nhà nó bán hả? Hay còn? Không biết nữa. Thấy có về. Em chạy xe tối ngày em chạy giống anh này nè. Dạ, ít về lắm hả? Mà nhà nó còn ở đây không? Không biết. Ý là em chạy xe giống anh này nè. Nên mệt quá giờ chưa chạy. Vâng. Nó chỉ biết mà giấu. Cái này bây giờ phải hỏi công an khu vực. Nói chung là chưa chắc là bọn họ ở đây không? Chưa chắc là bọn họ ở đây mà tại vì đây bà con có gì không bà con. Nhà này vẫn có người ở, tâm hồn của nó hết. Là tụi... vẫn hoạt động khoa chỉ nắm bắp ở ngoài thôi. Trong người canh. Trong người canh nhớ có giấy tờ. Mấy lần tới đây hỏi. Đi phải mua đi giúp biến chờ đúng. 450 triệu trong giấy tờ có. Là chồng tại hiện ở đây. Tài ở đây luôn. Và 50.000 đô là chồng tại đây luôn. Tài đây luôn. Thế còn là còn 10.000 đô nó mình chuyển lên cho chúng nó. 10.000 đô là nó nhận ở ngoài quán cà phê. À, vậy là tổng cộng là bao nhiêu ngàn đô? 60.000 đô. 60.000 đô và 450 triệu. 450 triệu. Ồ, vậy là vậy là ngoài 2 tỷ rồi. Thì đó. Còn 2 tỷ rồi. Chứ bây giờ là để anh em sẽ tìm hiểu rồi sắp sắm được. Đang bà này thì đường gì đâu về đang đăng hết rồi nha. Đó, nhờ công an. Nhờ công an ra truy tìm đó. Được. Kia nó còn ở trên cây trong nhà như đó.
mua gà này. Nhà nào? Đây này. Không ở chợ trong này, ở chợ trong này mà đi lâu rồi. Đi chợ đây năm mấy rồi. Vâng. Em chủ chợ mà. Em chủ chợ không? Em biết anh không? Biết mà. Em nhiều rồi rồi. Em có làm không tăng. Ờ. Thôi đi, thôi được, cảm ơn em nha. Rồi rồi. Thì nước ngoài vô em nói thôi cái này không làm trong đây được đâu. À. Nói chị đi đi chứ không ở đây được. Phải lừa bảo nó 50 ngàn với là gia đình hết là 2,7. Dạ vậy. Ờ. Thôi đi, đi kiếm rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn con.